Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì em xin phép được quay nhanh và gửi tới quý cô chú anh chị mình thông tin về căn nhà phố ở cửa tiền là trên 3 tỷ ở khu vực ngã tư Sở Thanh Xuân mà có sổ đỏ ngon lành, pháp lý đầy đủ, có thể về ở ngay. Chúng mình quý vị sẽ cùng xem ạ. Đầu tiên là về diện tích, thửa đất này có tổng diện tích đất ở đô thị lâu dài sử dụng riêng là 50,6 m². Đây là diện tích sử dụng riêng đất ở nha quý vị. Nó không phải là đất ngõ chung đâu ạ. Nó có ghi rõ ràng trên giấy chứng nhận rồi. Nhưng nhà mình thì không xây hết mà trừ lại khoảng 20 m² để làm sân, làm cổng riêng, để xe và chúng ta sử dụng tùy ý á. Còn lại diện tích xây trong nhà là khoảng 30-32 m² nhân với 5 tầng. Ngõ ở phía ngoài cổng nhà mình thì có độ rộng xấp xỉ 3 m ạ. Chiều ngang của nhà có thông số kích thước là 6 m, sổ vuông ván trước sau, xây khung cột bê tông kiên cố là 5 tầng. Đây cũng là một tài sản nhà đã qua sử dụng rồi nha quý vị. Nhà đã ở rồi, nó không phải là nhà mới hoàn toàn. Vậy nên những tiện nghi là sẵn, có thể chuyển về ở ngay. Trong 5 tầng đã xây thì ở bố trí công năng với 3 phòng ngủ. Tầng 4, 3 và 2 mỗi tầng 1 ngủ. Tầng 5 là khu thờ sân thượng. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp. Nhà có lợi thế là sân cổng thì cũng là đất thổ cư của mình, nên là để xe thoải mái, có mái che luôn. Về cái giá thì hiện tại chính chủ đang chào bán là 3 tỷ 680 triệu. Giá có thương lượng và bao sang tên, mọi thuế phí giấy tờ. Hiện tại thì họ đang chào chung là như vậy. Nhưng em thiện hỗ trợ quý vị mua thì bao giờ cũng sẽ được cái giá nó tốt hơn. Về sổ sách pháp lý là ngon lành, không có tranh chấp, không có quy hoạch, không úng ngập. Chúng ta đi đến bán kết chung kết thì em thiện sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể để chúng ta kiểm tra, chúng ta giao dịch được an tâm và an toàn hơn. Ở trong nhà thì hiện tại còn một số đồ đạc nội thất sẵn có. Quý vị xem trên video thấy như nào thì mình mua bán sẽ như vậy nhá. Về cái vị trí địa lý thì nhà nằm tại tổ 2, phường Khương Đình, phố Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ở đây thì mình đi lại thuận tiện, cách đầu cầu vượt ngã tư Sở chỉ là 1,4 km theo bản đồ của Google. So sánh với mức giá chung của thị trường khu này thì hiện tại hiếm có lựa chọn nào ở khoảng tiền hơn 3 tỷ mà được như căn này. Vị có thể đến thực tế để xem xét thêm ạ. Không gian tầng 2, 3 và 4 cách bố trí nhà vệ sinh rồi phòng ngủ là tương tự nhau nha quý vị. Nếu như quý vị muốn xem nhà, nhấc máy gọi số thì là có luôn. Số em thiện là 0902661999 ạ. Em xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị quan tâm đến căn này. Chúng ta sẽ tiếp tục xem các tầng trên nhé.